Khi đến là trong xã hội Lưu hành phổ biến tập tục Cúng bái Ở Đài Loan Ngày xưa ở phương Nam Trung Quốc Thông thường Người ta chọn ngày mùng 1, 15 Đi lễ chùa mục đích của họ đều là để cầu phước cầu khỏe mạnh sống lâu thăng quan phát tài mục đích là ở chỗ này những sự này những lý này bình thường chúng ta trong lúc giảng kinh đều đã nói qua rất nhiều có hiệu quả gì không nói với các vị không có hiệu quả tuyệt đối không phải bạn đi bái lạy thì chân thật có thể tiêu tai được phước làm gì có việc dễ đến như vậy chúng ta nhất định phải hiểu được đạo lý của nhân quả tai nạn có nhân duyên của tai nạn phước đức có nhân duyên của phước đức Nếu bạn hiểu được đạo lý này Sau đó Trồng nhân thiện Nhất định có được quả thiện Diễn ly tất cả nhân ác Thì bạn không bị gặp phải tai nạn Nhân duyên quả báo là chân lý Chúng ta phải tin tưởng người thế gian đặc biệt là những quốc gia hiện đang mở cửa đời sống nhân dân giàu có sau khi giàu có rồi thì tăng thêm lòng tham sân si điều thứ nhất là phải cầu sống lâu cầu không già. Tần Thủy Hoàng, Hán Võ Đế thời xưa, cầu sống lâu không già. Hiện tại dân gian cũng đều đang mong cầu sống lâu không già. Có thể cầu được hay không? Tần Thủy Hoàng cũng chết rồi. Hán Võ Đế cũng chết rồi. Chúng ta phải tin tưởng sanh ra thì nhất định phải chết ai có thể thoát ra được cái cửa này nhất là vào xã hội hiện tại xem tướng đoán mạng xem phong thủy thì làm ăn sẽ đặc biệt hưng dưỡng tướng mạng phong thủy có hay không đích thực là có tướng bạn là số phong thủy là hoàn cảnh cư trú người không có sức định không có trí tuệ tâm tùy cảnh chuyển cho nên hoàn cảnh cư trú ảnh hưởng tâm tình của họ ảnh hưởng tâm trạng của họ vậy thì hoàn cảnh cư trú không thể không xem trọng không thể không chọn lựa nên gọi là phong thủy mà tốt xấu của phong thủy thì tuyệt nhiên không hề nhất định ông này ở nơi đây thì rất tốt đối với ông ông kia ở nơi đây thì chưa hẳn thích hợp cho đi mà biết hoàn cảnh cư trú là do nhân của người mà có khác nó không phải là cố định do đó trong ngạn ngữ có nói người phước ở đất phước đất phước người phước ở lời nói này nói ra rất có đạo lý nếu như bạn chân thật có phước báo Nơi mà bạn ở Phong thủy vốn dĩ không tốt Nó tự nhiên sẽ đổi tốt Cảnh tùy tâm chuyển Việc đề Phật đã nói Lời nói này là thật Cảnh là gì vậy? Cảnh chính là phong thủy Là hoàn cảnh cư trú Tùy theo tâm chuyển Vì thì chúng ta nương vào nguyên lý, nguyên tắc này để xem hoàn cảnh địa cầu của chúng ta hôm nay. Tại hoàn cảnh mà chúng ta cư trú, hiện tại tâm người đang tăng trưởng, tham sân si mạng quá cao, đang gia tăng tốc độ, làm cho đại hoàn cảnh của chúng ta. Đại hoàn cảnh này vốn dĩ là hoàn cảnh tốt đẹp. Hiện tại hoàn cảnh này đã bị tàn phá. Đây không phải là phong thủy tùy theo tâm mà chuyển hay sao? Đây hoàn cảnh đã như vậy, hoàn cảnh nhỏ cũng không ngoại lệ. Hiểu rõ đạo lý này, cũng giống như Kim Sơn Hòa Phật ngày xưa đã nói. Kim Sơn Hòa Phật là thế gian xưng gọi. Ngày là Pháp Sư Diệu Thiện. Chùa Kim Sơn, Trấn Giang, đầu Đâm Dân Quốc con người này khi còn ở đời hình tướng của ngài đích thực là có chút giống tế công trường lão thời xưa cũng là biểu hiện khùng khùng điên điên thực tế mà nói lời của ngài đã nói việc của ngài đã làm chân thật là sự nghiệp như lai ngài đã từng có một đoạn nói đến việc đoán mạng Ngài nói rất hay Tiên sinh đoán mạng Ngay đến mạng của chính mình cũng không biết Thì họ làm sao có thể biết được mạng của người khác Họ làm nghề xem tướng đoán mạng Là họ muốn kiếm tiền sinh sống Thì họ làm gì đoán được đúng Ngài nói đoán mạng Đoán được chuẩn xác Là ai vậy Thích Ca Mâu Ni Phật ngài là bậc cao minh đoán được rất chuẩn đến sau cùng ngài nói ra một kết luận khuyên người không nên tin tưởng mạng phải tin tưởng nghiệp tại vì sao vậy mạng là do nghiệp tạo cũng chính là khuyên người không làm việc ác khuyên người làm nhiều việc thiện mạng của bạn liền sẽ tốt bạn muốn tiếp tục không ngừng tạo ác vẫn đang làm việc hại người lợi mình mà mong mạng của mình tốt làm gì có cái đạo lý này nhất định không có cái đạo lý này chúng ta trong lúc giảng kinh cũng thường hay nhắc nhở các đồng tu hại người nhất định không thể lợi mình Chỉ cần bạn bình lặng mà quan sát Bạn xem quá khứ Bạn xem trong lịch sử Rồi bạn xem qua xã hội hiện đại này Phạm hãy làm ra những việc hại người lợi mình Đến sau cùng đều là thất bại thê thảm Việc này trong Phật Pháp gọi là Báo ứng hiện đời Còn quả báo đời sau Thì nhất định ở ba đường khổ còn gì khổ hơn chứ chân thật lợi mình chính là lợi người bạn có thể lợi ích chúng sanh càng nhiều lợi ích đối với chính mình cũng sẽ càng to lớn cho nên người thông minh người có trí tuệ người chân thật cầu lợi ích cho mình phương pháp tự lợi chính là toàn tâm toàn lực lợi ích chúng sanh lợi ích xã hội đây là chân lý thánh hiền thế xuất thế gian thường hay dạy bảo chúng ta như vậy chúng ta phải nên nghiêm túc mà tư duy mà thể hội sau đó bạn liền sẽ tiếp nhận liền sẽ y giáo phụng hành do đó pháp sư diệu thiện nói chúng ta phải tin tưởng nghiệp không cần phải lo nghĩ đến vấn đề của vận mạng hay nói cách khác có cần phải xem tướng đoán mạng hay không không cần thiết có cần phải xem phong thủy không cũng không cần nếu như hoàn cảnh cư trú của bạn bạn thấy như vậy là rất tốt đó chính là phong thủy tốt rất thích hợp đối với bạn rất thích hợp đối với hoàn cảnh cư trú của bạn cách bài trí giường đơn cách bài trí bàn ghế bàn trí sao cho thích hợp bạn cảm thấy được rất thoải mái chính là phong thủy tốt đối với bạn nếu như bạn mời ông thầy xem phong thủy ông ấy bảo bạn đặt ở nơi đó thì bạn đặt ở nơi đó Nhưng mạng của bạn đã bị người khác sắp xếp bị người khác khống chế bạn sẽ thật tội nghiệp bạn quá ngu si tuy là bạn có tiền của có địa vị có phú quý bạn ngu si mặc tình người khác bẩn cợt đi là người đáng thương mà trên kinh phật đã nói người nào là kẻ đáng thương vậy người bị người khác sắp đặt là người thật đáng thương phật dạy người là dạy người phải đội trời đạp đất dạy người tự làm chủ tể không nên nghe người sắp đặt do đó những thói quen xấu này những mê tín này nhất định phải phá trừ nếu bạn hiểu rõ chân lý thông suốt chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh phải đọc nhiều sách thánh hiền nhất định sẽ rất tốt đối với bạn trong xã hội hiện đại mật tông thiền tông đều rất thịnh hành trong mật tông thì nói tức thân thành phật trong thiền tông thì nói Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Vậy thì rốt cuộc Việc thành Phật Là như thế nào? Chúng ta Không thể không rõ ràng Nhất là Không thể Hàm hồ Qua loa ở trong kinh điển phật nói với chúng ta phật cái chữ này là từ âm tiếng phạn ấn độ mà dịch ra kỳ thật cái chữ này có thể đem nó dịch thành trung gian tại vì sao mà không dịch vậy việc này trong trung tâm dịch kinh thời xưa có năm loại không dịch cái danh từ này là thuộc về tôn trọng không dịch chúng ta rất tôn trọng đối với danh từ này cho nên chỉ dịch âm ý nghĩa của nó là trí tuệ là giác ngộ vậy thì trí tuệ cùng giác ngộ thì chúng ta rất dễ hiểu thế nhưng hàm ý trong cái danh từ phật này vượt ra ngoài lý giải của chúng ta trí tuệ này của ngài là trí tuệ viên mãn giác ngộ của ngài là triệt để giác ngộ hay nói cách khác đối với cả vũ trụ nhân sinh thậm chí đến quá khứ vị lai chân thật gọi là không gì không biết không gì không giác phải đạt đến cảnh giới như vậy mới gọi là thành phật nếu như các vị hiểu rõ hàm ý của chữ phật này rồi thì liền biết được tức thân thành phật của mật tông có thể thành được hay không chính ngay trong đời hiện tại này hoặc là trong thời gian tu học ngắn ngủi của bạn bạn có thể đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh thông suốt tường tận hay không? Nếu như vẫn không hề tường tận, thành thật bà nói, bạn không thể thành Phật. trong thiền tông nói, so với tức thân thành Phật mà Mật Tông nói. Tôi cảm thấy lời nói này là nói phải tiến bộ thêm một chút. Tại sao vậy? Nó có điều kiện. Điều kiện là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh mới thành Phật. Ai có thể làm đến được minh tâm? Minh là một động từ. Vậy thì do đây mà biết tâm hiện tại của chúng ta không minh hiện tại cái tâm này là mê hoặc yêu cầu tu học của thiền tông chính là phá trừ mê hoặc hồi phục tự tánh khi mê trong phật pháp gọi là tâm khi giác ngộ rồi thì gọi là tánh các vị phải nên biết tâm cùng tánh là một thể Cho nên Nếu tâm sáng suốt Thì gọi là bụng tánh Nhà Phật cũng gọi là chân như Lúc nào bạn kiến tánh rồi Bạn minh tâm rồi Thì lúc này gọi bạn là Phật Bạn không còn là phàm phu nữa Hãy nói cách khác Khác biệt giữa phàm phu và Phật Chính ngay chỗ này phạm phu chúng ta phải mặc áo ăn cơm phật bồ tát vẫn là phải mặc áo ăn cơm phạm phu chúng ta có công việc của chính chúng ta phật bồ tát mỗi ngày cũng làm công việc của các ngài do đó ở trên sự tướng thì không hề khác nhau khác biệt chính là cảnh giới không giống nhau họ có trí tuệ chân thật chân thật là không gì không biết không gì không thể nếu như chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này thông suốt sự thật này liền hiểu được hai câu nói này tuy là trong kinh luận trong chú sớ của đại đức xưa có còn trên thực tế thì tuyệt đối không phải người thông thường có thể làm được nói đến tức thân thành phật của mật tông trong dân sao có Ấn Quang Đại Sư Đã nói rất rõ ràng Việc này không cần phải nói nhiều Ở đây Trước khi lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng sanh không lâu Tôi có gặp ông Ông cũng là truyền nhân của Mật Tông Bản thân ông là Kim Cang Thượng Sư Ông không gạt người ông rất thành thật mà nói với tôi ở vào thời đại này căn cơ để học mật đã không còn nữa hay nói cách khác học mật nếu muốn ở ngay đời này thành tựu thì không thể tìm ra mật tông không thể thành tựu thiền tông cũng rất khó như vậy cho nên trong Kinh Đại Tập Phật nói với chúng ta Thời kỳ mạt Pháp Chỉ có Pháp môn tịnh độ Đới nghiệp giảng sanh Pháp này Dễ dàng thành tựu Hơn nữa còn thành tựu ổn định Chúng ta tuân theo lời giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật Chính là học sinh tốt của Phật chăm chỉ nỗ lực mà niệm phật y theo ba kinh một luận của tình độ mà tu tập tương lai nhất định có được kết quả tốt đẹp ở thời xưa ở hiện đại niệm phật giảng sanh Có rất nhiều tướng lạ Không thể nghĩ bàn Có lúc chúng ta được nghe Những người này Thực tế mà nói Đều làm ra biểu hiện Rất rõ ràng Để chúng ta xem Mật Tông Tức thân thành Phật Chúng ta chưa hề thấy qua Cũng không hề nghe nói qua Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Cũng không dám nói mình Tức thân thành Phật Lão Pháp Sư Đàm Hư nói Còn hay hơn Lão Pháp Sư Sống đến hơn 90 tuổi Mới giảng sanh Xin tiền Ông nói với người Ông gặp qua Rất nhiều vị thiện tri thức của thiền tông ông gặp qua người có được thiền định nhưng chưa gặp qua người khai ngộ cũng chính là người minh tâm kiến tánh ông chưa thấy qua không những không thấy qua cũng không hề nghe nói qua do đây có thể biết mật và thiền rất khó tuyệt đối không phải là người thông thường có thể thành tựu đại sư độ thứ sáu thiền tông nói rất hay đối tượng mà ngài tiếp dẫn là người thượng thượng căn chúng ta tự mình nghĩ xem chính mình có phải là căn khí thượng thượng căn hay không thế nào gọi là thượng thượng căn vậy phiền não nhẹ trí tuệ lớn hãy nói cách khác giọng tưởng phân biệt chấp trước rất ít sáu căn thông lợi mắt vừa thấy tai vừa nghe thân vừa tiếp xúc liền thông đạt liền thông suốt hơn nữa không có sai lầm căn tánh như vậy mới xem là người thượng thượng căn bạn mới có duyên phận bạn mới có tư cách tiếp nhận tu học pháp môn này điều kiện của mật tông thì cao hơn chúng ta xem thấy trong kinh đại thừa mật tông nói tức thân thành phật lời nói này cũng không phải là giả hay nói cách khác học phật không học mật nhất định không thể thành phật có thể thấy được mật rất quan trọng mật không phải là bí mật trong phật pháp không có bí mật phàm có bí mật tóm lại không phải là một việc tốt tại sao vậy chỉ không thể nói với người đó còn là việc tốt hay sao phật pháp nói cái mật này là thâm mật lý rất sâu không phải thiện trí không phải người huệ ích mà có thể lãnh ngộ cho nên gọi nó là mật là cái ý như vậy. Vậy thì lúc nào thì chánh thức bắt đầu học mật vậy? Trong pháp đại thừa nói bát địa bồ tát. Vậy nếu như hỏi hiện tại bạn là bồ tát địa thứ mấy? Bồ tát bát địa thì chánh thức học mật. Vì sao vậy? Họ đã chứng được bất động địa. Thông thường Chúng ta nói tu hành Tu hành thành Phật Cần phải trải qua Ba A Tăng kỳ kiếp Con số này Người hiện đại gọi là Con số thiên gian Ba A Tăng kỳ kiếp Là từ lúc nào bắt đầu tính vậy Xin nói với các vị Không phải tính từ hiện tại này chúng ta cũng không phải từ đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ của chúng ta mà tính. Đều không tính. Vậy thì tính từ ngày nào vậy? Ngày nào? Bạn phá được nhất phẩm vô minh. Thấy một phần chân tánh từ ngày này mà tính. Cho đi có thể biết. Nếu như bạn đoạn kiến tư phiền não, siêu diệt sáu cõi luân hồi chứng được quả a la hán đã là rất tốt rồi vậy cũng không tính bạn có thể tiến thêm một bước nữa phá trần sa vô minh siêu diệt mười pháp giới vẫn chưa tính cần phải tiến thêm một bước nữa phá nhất phẩm vô minh chứng một phần pháp thân bắt đầu tính từ ngày này trên thực tế Chính là 41 vị Pháp thân đại sĩ Mà trên kinh Hoa Nghiêm đã nói Ba A Tăng Kỳ Kiếp Là đối với họ mà nói Không phải là nói với chúng ta Chúng ta không đủ tư cách Đó cũng chính là Một A Tăng Kỳ Kiếp Tu mãn 30 ngôi thứ thập trụ thập hạnh thập hồi hướng đây là viên giáo việc này các vị cần phải nên biết a tăng kỳ kiếp thứ hai tu mãn bảy ngôi thứ từ sơ địa đến thất địa a tăng kỳ kiếp thứ ba tu mãn ba ngôi thứ bát địa cửu địa thập địa do đi mà biết càng đi lên cao càng khó khăn Vậy thì bạn liền nghĩ đến Bồ Tát Bát Địa Việc tu hành của họ Đã tiến vào thời kỳ đầu Của ba A Tăng kỳ kiếp Cũng chính là nói Ba A Tăng kỳ kiếp Là A Tăng kỳ kiếp thứ ba Mới chính thức học mật Làm gì Có phận của chúng ta Chúng ta không có phận không thể nói Truyền cho bạn Mấy câu chú Ngày ngày trì chú Học dài thủ ấn Vậy thì gọi là học mật Đó là hình thức của mật Hình dáng của mật không phải là thật Những thử thức này Chúng ta nhất định phải nên hiểu Vì sao Mới không sanh ra quan niệm sai lầm thế nhưng những năm gần đây trong và ngoài nước thời gian tôi ở tương đối ít phần nhiều thời gian đều ở nước ngoài nhất là ở nước Mỹ chúng ta thường nghe các đồng tu đói một vị pháp sư nào đó một vị đại đức nào đó một vị lạc ma nào đó đói họ là bồ tát tái sanh Nói là Phật tái sanh. Có người đến hỏi tôi. Hỏi tôi lời nói này. Suốt cuộc là thật hay là giả? Thực tế mà nói, họ đã hỏi sai người rồi. Tôi làm sao mà biết được chứ? Nếu như tôi biết được mà nói, thì tôi chẳng phải đã thành Phật rồi. Nếu tôi chưa thành Phật, thì làm sao tôi biết họ thành Phật? tôi không phải là đại bồ tát tái sanh làm sao tôi biết được họ là đại bồ tát tái sanh do đó những truyền thuyết này đã mê hoặc rất nhiều đồng tu học phật trong xã hội đặc biệt là sơ học thực tế mà nói không chỉ là sơ học ngay đến lão tu cũng bị họ mê hoặc thế nhưng chúng ta tuy là không biết họ là thật hay là giả nhưng ở trên kinh phật có nói rõ ràng có thuyết minh chư phật bồ tát ứng hóa ở thế gian này đích thực là rất nhiều việc này ở trên kinh phật có nói qua nhất là khi chúng sanh có khổ nạn to lớn chư phật bồ tát đại từ đại bi ứng hóa ở thế gian cùng hòa minh với tất cả đại chúng không nhất định là dùng thân phận gì Giống như trong phổ môn phẩm đã nói Bồ Tát Quán Thế Âm hiện 32 tướng Nên dùng thân gì để độ Ngài liền hiện ra thân đó Nam nữ và trẻ Trong các nghề nghiệp Đều có Phật Bồ Tát hóa thân Thế nhưng có một nguyên tắc Họ nhất định không để lộ ra thân phận nếu như để lộ ra thân phận, họ lập tức phải ra đi. Họ liền không thể lưu lại thế gian này. Việc này chúng ta đã xem thấy trong lịch sử. Thân phận vừa lộ ra, mọi người biết rồi, họ liền ra đi. Đó chính là thật. Nếu như nói, thân phận lộ ra rồi mà họ vẫn không đi. Việc này rất kỳ lạ. Không hề tương ưng với kinh đã nói. Vậy thì đó không phải là thật không phải là thật chính là giả mạo phật bồ tát vì sao họ phải giả mạo vậy chẳng qua lừa gạt chúng sanh thu được danh vọng lợi dưỡng đây là tạo tội nghiệp chúng ta hiểu được những thưởng thức này thì không đến nỗi bị lừa chúng ta biết được gần đây nhất đại sư ấn quang là bồ tát đại thế chí hóa thân tái sanh bạn xem Hành nghiệp cả đời Ngài thì biết Cùng với người phổ thông Phạm tục Không hề khác biệt Thế nhưng xem tu hành của Ngài Xem Ngài giáo hóa chúng sanh Đích thực là Sức tương ưng như nguyên lý Nguyên tắc Trong Đại Thế Chí Bồ Tát Diên Thông Chương đã nói Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí Tái Sanh Việc này là Ở trong Vĩnh Tư Tập Có một vị cư sĩ nói ra Các vị xem Quyển sách này thì biết Đây là việc mà Trước khi Đại sư giảng sanh 4 năm Người này vào lúc đó Là một học sinh sơ trung chưa hề tiếp xúc qua Phật giáo Cô ấy đã từng thấy qua một giấc mộng Mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm Là Quán Âm Bồ Tát Tuy là cô chưa tiếp xúc qua Phật giáo Tuy là không tin Phật Pháp Vì Quán Âm áo trắng mà mọi người đều rất quen thuộc Người đó nằm mộng Mộng thấy Bồ Tát Quán Âm Quán Âm Bồ Tát nói với cô ấy Bồ Tát Đại Thi Chí Đang dẫn kinh nói Pháp tại Thượng Hải Bảo cô ấy đi nghe Cô ấy hỏi Vì nào là Đại Thi Chí Bồ Tát Ngài điện nói chị ấy là Pháp Sư Ấn Quang Là do như vậy mà truyền lại Người cả nhà họ đi gặp Pháp Sư Ấn Quang Đem sự việc này Việc nằm mộng nhìn thấy được Nói với Pháp Sư Ấn Quang Pháp Sư Ấn Quang mắng cho cô ấy một trận Vì yêu ngôn hoặc chúng Vì sao Nhất định không được phép nói nữa Nếu nói nữa thì cô đừng đến chỗ tôi đây Làm cô mất hồn Không dám nói nữa Đến 4 năm sau Ấn Quang Đại Sư giảng sanh Cô mới đem việc này công bố ra Cho nên Chân thật là người tái sanh Nhất định không thể bộc lộ thân phận Bộc lộ thân phận rồi mà không đi Nhất định là Có vấn đề Pháp sư Ấn quan Người ta đến nói Ngài một mật phủ nhận Tuyệt đối không thừa nhận sự thật làm gì có việc tự mình xưng là phật bồ tát gì đó tái sanh việc này đích thực là có vấn đề chúng ta cần phải cẩn thận thận trọng để ứng phó